Cuối tuần qua, sự kiện làm đẹp do Hồ Ngọc Hà tổ chức đã diễn ra đầy hào hứng với sự góp mặt của dàn sào khủng VBiz. Đông đảo khách mời cùng với giới truyền thông, những nghệ sĩ đến chúc mừng, chung vui cùng nữ hoàng giải trí tại hoạt động đều là các anh chị em, bạn bè thân thiết của cô trong nghề như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Trang, Tú Vi, Ngọc Thảo, Trúc Huỳnh Thanh, Lily Nguyễn, Kevin Lee và nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Là chủ nhân của sự kiện, Hồ Ngọc Hà đến từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Nữ ca sĩ tỏ ra tinh tế khi bày không gian với gam màu đỏ là chủ đạo. Đã một năm kể từ ngày lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, Hà Hồ tiếp tục trình làng đứa con mới của mình trước công chúng. Sản phẩm được đông đảo sau nữ chờ đợi chiêm ngưỡng siêu phẩm make up mới trong năm 2019. Thông điệp trong sản phẩm lần này ra mắt của MOI đó chính là Love Song Collection, một bộ son môi mà nói về chủ đề tình yêu. Chính vì vậy mà cái clip viral lần này của MOI sẽ là ba cặp đôi yêu nhau thực sự ở ngoài đời và muốn truyền cảm hứng đến với tất cả mọi phụ nữ là có hai yếu tố, hai thứ chính mà giúp phụ nữ luôn rạng rỡ, đó chính là một tình yêu chung thủy, một tình yêu hạnh phúc và một thỏi son môi, thì sẽ giúp cho phụ nữ luôn luôn tràn đầy sức sống. Và đó chính là cái thông điệp lần này của MOI, và vì vậy mà MOI đã hợp tác cùng Hà và anh Kim Lý để cho ra cái poster lần này. Ngay sau khi vừa ra mắt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mạnh tay đặt ngay 250 sản phẩm để ủng hộ đàn em thân thiết. Ông Hoàng Nhạc Việt cho hay, đây sẽ là món quà ý nghĩa anh dành tặng những người phụ nữ bên cạnh mình trong ngày 8 tháng 3. Nữ ca sĩ Đình Đám cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến CEO Lâm Thành Kim vì đã tin tưởng và đồng hành cùng cô trên con đường phát triển sản phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ Việt. Mỹ phẩm không phải là một trong những cái công việc mà sẽ mang lại gọi là nguồn thu nhập kinh khủng, nhưng mà nó là nơi mà giúp cho Hà sẽ phát triển được cái đam mê của mình, đó chính là muốn có một cái đời sống đến với mọi phụ nữ và cho họ có những cái công việc thực sự ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Ngay cả ở nhà phục vụ chồng con, không có thời gian đi ra ngoài thì họ vẫn có thể độc lập về tài chính của mình. Đó chính là cái điều mà mong muốn lớn nhất của Hà. Và tất nhiên là khi mà kinh doanh thành công thì mình sẽ có lợi nhuận. Khi mà mình có lợi nhuận thì mình sẽ có thêm được những cái số vốn để đầu tư vào trong lĩnh vực ca hát. Vì vậy mà Hà sẽ không muốn xuất hiện một cách nhiều như trước đây, ngày nào cũng đi diễn, bởi vì nó làm cho mình bị chai lì cảm xúc. Bây giờ khi mà mình chỉ nhận những cái show diễn nào mà thật sự khán giả ở đấy họ yêu thích mình và họ chờ đợi mình. Bên cạnh đó thì mình sẽ có được nhiều thời gian để suy nghĩ hơn cho những cái lần xuất hiện của mình nó như thế nào, nó đặc sắc hơn. Nó không phải là cứ đi diễn hàng ngày, phải lên trả bài và rồi nhận tiền rồi đi về. Thì Hà không còn thích những cái điều đấy nữa, mà làm sao mà mình lên sân khấu mình cảm thấy mình thực sự được thăng hoa và được khán giả đón nhận. Và bên cạnh đấy, khi mà mình kinh doanh thành công thì mình sẽ đầu tư được vào những cái MV và những cái album chất lượng hơn. Và đó cũng là, có thể là lâu rồi Hà chưa cho ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc nào, nhưng mà sắp tới, chắc chắn là những tháng sắp tới thì sẽ là những cái món quà rất là bất ngờ để dành cho mọi người. Đồng thời, Hà Hồ còn bật mí thêm rằng chính thỏi son sẽ lần lượt được hé lộ đến công chúng trong thời gian tới. Và tại sự kiện lần này, người đẹp chỉ nhá hàng Sleep Watch ba màu son đỏ đầu tiên là đỏ hồng Crazy in Love và đỏ cam Girl on Fire và đỏ đất Stronger. Bởi vì Hà là ca sĩ nên là Hà biết rất là nhiều tên được bài hát, mà mỗi lần mà nếu mà cho ra đời những dòng son mà dòng son số 1, số 2, số 3 thì nghe nó rất là cứng nhắc. Cho nên là Hà muốn là phải lấy tên, một cái tên gì đấy mà nó vừa hợp lý, mà nó vừa đúng với cái câu chuyện của mình. Thì như lúc nãy Hà có chia sẻ là son kỳ này nó tới 9 màu lại, chứ không chỉ là 3 màu thôi. Nhưng mà nó sẽ được ra mắt 3 màu từng thời điểm khác nhau. Thông điệp lần này đó chính là về chủ đề về tình yêu, làm cái điều gì, những điều gì mà làm cho phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc và rực rỡ nhất. Thì chính vì vậy mà Hà đã lấy những cái tên bài hát. Có những bài hát mà mình chỉ nghe cái tên thôi là mình đã cảm thấy nó là cái sự nữ quyền ở trong đấy. Nên là đó là lý do vì sao mà những cái tên bài hát xuất hiện trong những cái thằng sau. MOI, tên viết tắt của Makeover Image, là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên hoàn toàn do người Việt sáng lập và điều hành, đã có mặt trên thị trường từ ngày 4 tháng 3 năm 2018. MOI hoạt động dựa trên 3 nguyên tắc: sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, bắt kịp xu hướng làm đẹp đang thịnh hành và giá cả hợp lý cho người Việt.